Xin kính chào các bác. Hôm nay đồng hồ Vang Vọng sẽ gửi đến các bác một chiếc FFR nhập Pháp. Và đây là một chiếc FFR có thiết kế vỏ thùng rất là đẹp. Màu gỗ nổi cực kỳ đẹp và bóng, nhìn rất sang trọng. Mặt bát giác nằm, nền xanh ngà, đặc biệt là cái bộ số nổi rất đẹp và đẳng cấp. Thật sự thì cái mặt số này gần như là mới tinh. Rất đẹp các bác ạ. Kính bên dưới là kính ovan và vẽ trang trí các cái đường gương ở đây rất là sáng và tương phản. Phía sau là quả lắc, cũng là sáng bóng các bác nhé. Em soi hai bên vách thùng để các bác nhìn. Rất đẹp. Rồi, em xin tiến hành mở bên trong. Tám côn đồng xếp hình chữ V ngược các bác nhé. Đây, như chiếc này thì còn đầy đủ tất cả các cái vít chốt tường, còn rất là đầy đủ ở đây. Còn tất cả các cái khóa gông cũng còn nguyên ở đây. Trước này còn rất là đầy đủ các bác ạ. Đây, các đầu búa, đầu da còn hồng nguyên này. Các bác nhìn này, nguyên màu hồng, rất đẹp. Hàng Pháp về. Máy ba vách à, xem nào. Máy FFR còn vàng ươm các bác nhá. Đây ạ, vàng ươm luôn. Tổng quan thì rất đẹp. Rồi, test chuông các bác nghe. Âm thanh rất là ngân các bác ạ. Vừa rồi là 7 giờ, điểm 7 tiếng chuông thông báo. Đây, ở góc độ này thì các bác thấy rằng cái mặt số nó rất là đẹp. Mặt số nổi cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Và đây là một cái mặt số như ô đô vậy. Rất đẹp. Thực sự rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.